Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018 và là model 2019 rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.6 km, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và cái đồng hồ 3.6 km này chúng tôi cam kết là chuẩn nhá, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Và với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Nguyên bản từ dàn lốp luôn quý bạn nhé, cả 4 lốp Michelin này là còn nguyên bản, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi, thủ tục và nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium model 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
mua.